chào tất cả bà con cô bác và các bạn. Hôm nay Phượng đi tới đây nè, Phượng quay được một anh Việt Nam nữa. Nhìn ảnh rất là dễ thương. Nhìn dạ anh cho em hỏi là anh tên gì anh? Tên Hoàng. Anh Hoàng. Yeah. Dạ. Anh Hoàng qua Mỹ bao lâu rồi anh Hoàng? Năm 81. 81. Vậy là anh qua lúc em mới sanh. Em sanh năm 81. Yeah. Dạ. Thì anh qua bên đây là anh ở cái khu vực này ha, là anh có ở đâu nữa không hay là như thế nào, anh có thể chia sẻ cho em biết. Cái này hơi ướt từ lâu mới cháy nè. Đường nó dập dập đây thôi mà không có đi đâu. Không có đi đâu hết từ hồi năm 81 tới giờ. Dạ. Dạ. Đó, nó cháy ha. Rồi, thank you anh. Thì anh Hoàng, mọi khi hồi năm 81 tới giờ anh có làm gì không ha, là hồi xưa đi làm, mới qua đi làm làm cỏ với làm nhà cửa. Làm cỏ nhà cửa. Dạ. Dẫn cái này để hút kia. Rồi làm cỏ với làm nhà cửa. Rồi anh làm được bao lâu anh Hoàng? À, cũng không nhớ nhưng mà nghỉ đây cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Dạ. Rồi đi làm rồi thời gian sau này rồi sao mà như thế nào mà phải xuống đây ở rồi vòng vòng đây về thấy khổ sở quá vậy anh? Cũng không biết sao nhưng mà cũng giờ không có gì làm thì không có vướng nhà cửa được hết. Dạ. Coi như là anh không có đi làm cho nên anh không có mướn nhà cửa được. Dạ. Thì có vợ con cái gì hồi đó giờ có vợ con gì không anh? Dạ, có mà đi vậy rồi. Dạ. Anh có con không? Có. Có mấy đứa con? Có một đứa, con trai sinh năm 82. Sinh năm 82, vậy là năm nay cũng 38, 39 tuổi rồi. Dạ. Rồi con anh biết anh ở đây không? Không biết, biết không mà đi theo mẹ nó thôi, thấy gặp. Yeah. Đi theo mẹ là quen cha luôn ha. Theo mẹ quen cha. Coi chừng nay con anh chắc con trai chắc cũng cưới vợ rồi đó. Tại vì giờ 38, 39, 40 tuổi cũng cưới vợ rồi, coi chừng có cháu nội, cháu ngoại, cháu nội rồi đó. Dạ chắc. Dạ. Thì anh có ngại là em quay chia sẻ lên mà mới mốt con anh gặp anh ở trên kênh YouTube không? À, không sao. À, không ngại hả? Không. À, anh có mong là con anh sẽ gặp anh ở trên đây không? Cái đó chưa nghĩ tới. Con anh tên gì? Martin Vương. Martin yeah. Vương. Martin Vương. Dạ. Yeah. Tên là Martin Hồ Vương. Còn anh là cái gì? Anh tên gì? Hoàng Vương. Hoàng Vương. Anh tên là Hoàng Vương. Con anh là Martin Vương. Mà hồi xưa anh ở tới khi mà bao nhiêu tuổi rồi con anh mới không ở với anh nữa? Khoảng chừng 7 tuổi. 7 tuổi là anh với chị ly dị hả? Dạ, xác rồi. Dạ. Bây giờ anh có nghe nói là con anh ở khu vực này ha, ở đâu không? Dạ, không nghe. Lâu rất là không. Coi như mất liên lạc lâu lắm luôn hả? Dạ. Còn bà vợ anh cũng mất liên lạc luôn. Ly dị coi như không có ai biết ai. Dạ. Đường anh đi mà đường em đi phải không? Dạ. Em đi đường em, anh đi đường anh thôi. Sao anh không kiếm đường khác anh đi nữa anh? Không thấy đường. Anh biết đường hả? À, không thấy đường. Không thấy đường rồi xuống không đây luôn. Không thấy đường đi nữa hả? Tội anh vậy. Thấy cái hoàn cảnh của anh vậy, nó qua bên Mỹ mà nhiều khi á ly dị xong rồi cái là chó lạ luôn rồi không biết đi đâu, thôi sao quần vòng vòng đây luôn hả? Anh có thể chia sẻ cho em biết thêm nữa là giống như sau khi cái ly dị xong rồi cái là anh có đi làm gì nữa không? À, cũng tiếp tục làm thời gian rồi. Tiếp tục đi làm construction ha. Yeah. Sau đó cô bắt trả tiền nuôi con cho sức vốn. À không. Không hả? Không đòi hỏi con gì. Không đòi hỏi. Vậy anh là may mắn. Coi như là anh không, không có đòi hỏi. Không có kiện đụng gì hết. Dạ. Ô vậy là bà xã anh bà cũng dễ chịu á. Hay là nhiều khi anh làm tiền mặt không rồi đâu có tiền đâu mà đòi hỏi anh. Hả? Hoặc là nhiều lúc anh nhiều làm khi anh không có đi làm lấy tiền đâu mà đòi.
Thí dụ đại gia thì còn đòi, chứ còn dơ da lấy tiền đâu đòi, phải không? Hả? Hả? Phải không? Giống như thí dụ em là phụ nữ nè, trước khi em đòi ai em cũng nhìn chứ, trời ơi ông đó có tiền mình mới đòi, chứ còn ổng không tiền đòi ổng, còn ổng có cái mạng không đòi gì giờ. Cho nên nhiều khi muốn đòi người hay gì cũng phải nhìn mặt nữa. Anh vậy rồi bấy lâu nay là cứ vòng vòng đây rồi à, có bao giờ anh nghĩ là mình về Việt Nam chơi ha, là mình như thế nào rồi này nọ không? Cũng à, có nghĩ gì? Nhớ bà con cô bác rồi ở Việt Nam rồi không? Cái đó thì nhớ nhiều. Dạ. Bây giờ còn nhớ bà con ở đâu không? Quê dạ. quán làm sao? Quê quán à, anh? Quê ở Việt Nam, ở Sóc Trăng. Anh ở Sóc Trăng hả? Dạ. Dạ. À, anh còn anh chị em gì ở Sóc Trăng không? Em nhiều, còn mấy đứa em nhiều. Tên gì với tên gì anh có thể anh kể ra cho em biết không? Nhiều lắm. Mà giống như gia đình dính dáng với Mỹ á. Dạ. Thằng ra bị đuổi đi dùng kinh tế mới. Không sao đâu anh, bây giờ bây giờ anh có thể anh kể cho em nghe tên của em, anh em của em, anh giùm em đi, tên gì với tên gì. Anh nhớ tên không? Dạ, em gái nhiều. Em gái tên gì? Tên Yến, tên Nguyệt, tên Quanh, tên Phượng. Yến, Nguyệt, Quanh, Phượng mà có phải Phượng này không? Em cũng Phượng nè. Trùng tên. Yến, Nguyệt, chị Yến, chị Nguyệt, chị Quanh, chị Phượng. Mà cái họ gì anh? Họ Vương. Cái Vương cái gì? V-U-O-N-G. Dạ, Vương sao? Vương Thị Yến hả? Kim. Vương Thị Kim Yến. Vương Thị Kim Quanh. Vương Thị Kim Phượng. Rồi, chứ gì nữa anh? Còn mấy đứa mà quên. Rồi còn có anh trai gì không? À không, có em trai. Em trai là tên gì? Cái họ thì họ Vương luôn, cũng Vương. Tên Hoàng luôn. Vương cái gì Hoàng anh? Văn Vương Văn. Vương Văn Hoàng. Dạ. Vương Văn Hoàng. Thì hôm nay là em chia sẻ lên trên đây, em mong là mấy em của anh ở bên Việt Nam sẽ gặp anh. 40 năm rồi phải không? Là coi như không có gặp anh đó. Nhiều khi á, bữa nay anh ngồi đây chứ ngày mai em biết đâu chừng anh tới Việt Nam rồi đó. Việt Nam thấy anh đó, bốn chị này sẽ gặp anh đó. Thời buổi bây giờ tân tiến lắm anh ơi. À, dạ, nhiều khi bữa nay em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ ngày mai coi chừng em kết nối nữa không chừng á. Rồi anh cho em hỏi nữa là giống như thời gian mà anh ở bên Mỹ này á, anh giấy tờ của anh đồ còn đầy đủ không anh? Giấy tờ thì không còn đầy đủ nhưng mà không có gắt gối gì về vấn đề giấy tờ. Tại không, mình nhớ không còn đầy đủ là tại sao không còn đầy đủ? Hết hạn. Hết hạn thì mình renew lại thôi. Tiền. Dạ. Ồ. Thì làm cũng tiền. Hết hạn, tại hết hạn anh không làm lại thôi chứ. Được. Anh không có bị phạm có pháp, tù tội, trộm cắp gì không, nữa phải không anh? Không có, vậy tốt. Dạ. Vậy anh có muốn làm lại giấy tờ đó không? Để anh xin mấy cái chương trình này, chương trình nọ không? Ở đây mấy cái chương trình thì nó không cần giấy tờ gì mấy, tại vì mình nhớ cái số. Dạ. Coi như là mấy cái giấy tờ đó anh tự làm được phải không? Dạ. Anh tự làm được. Coi như khỏi cần sự trợ giúp của người khác phải không anh? Dạ, ở đây là vấn đề giống như là ID rồi này đó đó. Chỉ à. Vậy thôi chứ còn nếu mà dạ. thẻ xanh thì cũng cần. Dạ. Tại cái diện hồi xưa tôi đi thì từ năm 80 tới 90 thì dạ. Cái thẻ xanh của mình nó không có giới hạn. Dạ. Chỉ khi nào mình bị mất một lần thì dạ. mình đi làm lại là 10 năm sau mới hết hạn lại. Dạ, hết hạn làm lại thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh phải làm cái giấy tờ rồi đàng hoàng, là anh xin Medicare, food stamp rồi xin trợ cấp. Cái đó nó không cần, cái đó nó không cần giấy tờ. Tại vì có cái ID là đi làm được rồi, đi xin dạ, được rồi. Với cái số mấy cái tất cả dạ. những số gì nó cần mình thuộc dạ. hết rồi. Rồi anh có đi xin mấy cái đó không? À, chưa. Sao anh không xin? Tại vì anh trong cái hoàn cảnh khó khăn, anh xin mấy cái chương trình giống như Medicare, food stamp, rồi tiền food stamp để mình đi chợ rồi. Dạ, lúc trước có rồi cái
nó kêu renew á. Dạ. Thì mình lên chở thì gọi worker quay lúc mà bị lộn xộn cái vụ COVID kìa ha. Dạ. Không có ai trả lời á, thành ra biết mình cũng nản quá không gọi luôn. Dạ. Coi như là thấy mà đi xin mà thấy trục trặc vậy rồi thấy nản quá không xin nữa. Dạ, thấy không có ai hiểu gì nè. Dạ. Bây giờ mà Dũng anh bị cảm rồi vậy là từ năm luôn á, khỏi đi bệnh viện luôn. Không có giấy tờ gì hết. Mà không sao, đi cũng không sao đó. Đi lên nó vẫn chữa mà. Ở đây thì y tế là như vậy, mình không có tiền đưa vô bệnh viện, người ta vẫn chữa như thường. Còn sau này nó tỉnh bill nó gửi về sau, nếu mình có tiền, có nhà cửa thì nó... Trừ sau ha. Trừ sau, còn không có thì... Không có thì có những gọi khác người ta trả cho. Rồi chính phủ nó lo cho mình. Dạ. Nhưng về y tế đây thì cũng được, không có gì rắc rối. Dạ. Anh bây giờ cái chỗ ở anh chỗ nào chị, anh có thể anh giờ dẫn em lại em quay chia sẻ cái chỗ ở anh chút xíu. Cũng vậy ha, ở trong đâu. Đâu? Là tối anh ngủ chỗ nào đâu? À, ở đằng kia. Để anh coi anh thiếu cái gì trong đó để tụi tôi để không, đưa cho. Không, bây giờ anh dẫn tụi em cho. Đi lại cũng coi. Cũng giống vậy ha. Em biết rồi nhưng mà anh dắt em đi, đằng kia là chỗ nào? Đi ngày sau được, đừng cho mấy người kia biết anh ở đâu. Anh dẫn em đi lại cái chỗ em anh ở cái chỗ là thì chỗ để ấm. Phượng đi lại dài chỗ đó Phượng coi là anh cần cái gì rồi coi cái chỗ anh ở coi như thế nào để Phượng quay Phượng chia sẻ cho tất cả bà con cô bác các bạn xem. Thực sự ra Phượng quay mấy cái cảnh này là Phượng biết là cái gì anh cũng cần hết. Tại vì lúc dài trong cái mùa Covid này là mấy anh không có đi làm cho nên cũng thiếu thốn đủ thứ thôi phải không anh? Dạ. Dạ. Hay bây giờ mình lại mình lấy cho ảnh mớ đồ sách đi dài trước không anh? Hàng chút sao? Không chút. Chút hả? Người ta có đuổi không? À, lâu lâu một lần. Vậy hả? Dạ. Rồi thí dụ đuổi mình rồi mình chạy đi đâu? Chạy ra đó thôi. Chạy ra cái chỗ đó hả? Yeah. Rồi cái hết đuổi cái là mình chạy mình chạy về đây hả? Yeah. Yeah. Nhưng mà thí dụ mấy anh ở thì mấy anh cũng dọn nó gọn gàng đi, đừng có bài ra quá. Yeah. Mấy anh bài ra quá thì người ta mới đuổi hả? Trong này à? Hả? Cái nhà nhà trống hả? Ủa cái nhà này của ai mà sao? Ra. Hả? Ở ngay ra đó. Gì hả? Ủa mà cái nhà này bộ không có chủ hả anh? Ừ, nó mới. Sao vậy? Cái đại gia nào hồi xưa đó nghe cái nhà này chắc cũng dữ dằn lắm á. Dạ. Hả anh? Mà bây giờ không có chủ hả? Là đại gia nào qua đời bất tử rồi không bỏ nhà lại ngủ đây. Ngủ đây hả? Dạ. Trời mưa đâu? Trong kia đâu? Đó trong kia của ai hả? Trong đây. À ngõ trống. Trống. Dạ. Anh ở trên đó có ai ở không anh? Có. Vậy hả? Thì mấy người ta ở trước. Cũng không lét ở luôn hả? Không. Hay là nhà đó nhà người ta cho mướn? Ta cho mướn rồi cái hai chủ á. Dạ. Thành ra bây giờ mà sao đây nước đổ ra tùm lum hết trơn vậy? Chắc nhà hư vậy. Trời ơi cái này á đi làm quán có chuyện sập chết là trời. Thật sự luôn á coi kìa. Đúng phải không? Nhà này bây giờ phải phá. Đâu cho tùm cho hờ. Rồi cái chỗ anh ngủ chỗ nào đâu anh chỉ cho em coi. Ngoài này. Trời ơi. Anh phải chảy một cái gì đó anh ngủ chứ. Dạ bằng ngày dọn lên. Đâu anh ngủ gì đâu. Chắc cái sleeping bag này anh ngủ đây đó. Trời ơi. Trời ơi. Ngủ đây á hả? Mà ướt dẹp hết trơn rồi sao ngủ? Mới chạy ra ngoài kia. Hả? Tối mới chạy ra kia. Vậy hả? Ôi, gì thê thảm quá trời luôn nha anh. Cái này là
này là em xuống đây là em thấy cái hoàn cảnh như vậy là giống như tội nghiệp lắm luôn á. Hả? Thấy chán quá hả? Thấy chán luôn á, chán dùm. Chán dùm luôn á. Như trên đây không. Ở bên trong này em thấy bên đây có người ta dựng dựng thế này, bên đó cũng phải hôm hết luôn. Người cái chỗ đó là mấy nhà ở đâu mà vô đây người ta làm vậy? Cái nhà ra vậy đó. Vậy hả? Dạ. Anh dắt em lại đó quay được không? Không muốn vô của người ta, chỗ người ta. Của người ta. Mình vô được. Cây gì to gì ghê chứ. Đây thấy cây gì còn cây này đó. Ví dụ bây giờ em cho anh một cái lều hay là em cho anh mấy cái mền để anh dựng lên thì như thế nào? Cũng được. Dạ. Dạ. Thì cái chỗ này á, là anh có thể anh dựng cái lều đồ được phải không? Dạ. Dạ. Thì cái lều, gối, mùng mền gì á bỏ đây cho anh ở là được phải không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi ở trong xe mình còn liều không anh? Mình còn một cái giường bố. Cái giường bố mà cái nổi á là sợ trời mưa là anh ở không được. Mà vòng vòng đây cái biết file chỗ nào chỗ bắn liều không? Anh biết chỗ nào bắn liều không? Em mua cho anh một cái liều để anh dựng lên hả? Hả? Chứ bây giờ giống như cái này anh á, anh ngủ đây mà giống như trời mưa như vậy á thì nó thành giống như nó hoang phí. Bây giờ em có cho anh nhiều đồ chạy chỗ khác không phải anh mà không mưa đi ngủ khác còn em mưa. Nói cho anh nghe, thí dụ bây giờ em cho anh đồ đi, đồ tốt mà bây giờ anh để ở ngoài mà lỡ một đám mưa xuống là nó như vậy á, nó ướt hết, anh xài không có được, nó cũng rất là uổng. Thành thử anh phải có cái liều để anh dựng, anh căng ra, anh che lên, lỡ trời mưa thì đồ của anh nó cũng vẫn còn trong cái liều. Dạ. Dạ. Yeah. Cho nên á, anh thấy như thế nào? Anh có cần liều không? Cần cái gì để anh dựng lên anh ở? Mấy bữa nay rồi trời mưa dưới đây quá rồi, đi đâu ngủ anh? Cũng ở trong nhà. Trong nhà ở đâu? Ở ngoài công viên đó. Chỗ bạn anh nãy á hả? Dạ. Rồi giống như mỗi lần mà giống như đói bụng người này nọ rồi kiếm đồ ăn ở đâu anh? Cũng có người cho vậy hả? Dạ. Có ngày nào đói không? Không. Dạ. Lành thì có, giờ đói giờ không. Dạ. Dạ. Em nghe nói mấy người mà giống như thường thường ở ngoài này đó, ai cũng biết hút hết. Hỏi anh có hút không? Có, hút cần. Hút cần. Giống như anh đầu vậy. Hút anh đầu. Những ngày hút vậy nhiêu tiền? Không có tốn tiền. Sao vậy? Bạn lấy cho. Chứ em nghe mấy người kia nói ngày 10 đồng mà giờ anh hút không tốn tiền luôn anh. Loài khác, loài khác, loài khác. Tốn luôn nghe. Hả? Loài khác. Có loại không tốn tiền nữa ha. Không, cái này em muốn hỏi thiệt. Cái người ta cho đó. Dạ, người ta cho hả? Dạ. Vậy bây giờ thay vì bây giờ anh hút mấy cái đó thì mỗi lần mà anh nghiện đó anh mua kẹo anh ăn được không? À, không. Kẹo mua bánh không. Gì ăn đi. Được. Kẹo nó không có làm cho anh ta nghiện. Vậy hả? Đâu chừng không, bây giờ mỗi lần ghiền á, giờ mình kiếm kẹo kiếm bánh gì mình ăn ha, mình kiếm công việc gì mình làm để mà khuây khỏa chứ. Em nghe nói là giống như mình hút mấy cái đó ảnh hưởng tới sức khỏe lắm, giống như trí nhớ não bộ mình á, nó làm cho mình dễ quên á, nhiều khi nó kém một cơm. Dạ, chứ em nghe nói là làm cho gân cổ mình hư hết trơn, một chân gân á, nó gân rồi nó hư hết trơn à. Dạ, coi anh con bao nhiêu cái răng cho con hết rồi. Còn hay như còn cãi hay cãi hết rồi. Bây giờ hết trơn rồi. Bây giờ em
rồi còn mỗi khi là trời mưa là chạy lại ông bạn ở vậy thôi, còn cái chỗ này coi như là tha đồ về đây bỏ đây thôi chứ không có ở hả. Bữa nào mà trời nắng là về về đây, còn giống như cái chỗ này anh ở như vậy là coi như là dục luôn rồi, đâu có xài được đâu. Thì phơi nắng xong. Nhưng mà người ta thấy anh sạch sẽ người ta cũng nể nữa, người ta nói ồ ông này ổng homeless, mặc dù ổng homeless thì không có sạch sẽ được. Không, nhưng mà cũng có một chút xíu gì đó gọn gàng. Đó chờ cái dạ. Cái tốt hay không trong cái lòng mình thôi, còn ở bề ngoài mình không có cần thiết. Cần giống như anh bây giờ anh cần em cần em giúp anh để anh tỉa chút xíu cái tóc cho nó gọn không? Không cần đâu. Không cần. Tóc cũng cần. Nếu mà người ta muốn hiểu mình ta thì phải để tóc. Dạ. Vì nó quen rồi. Vậy hả? Dạ. Không muốn thay đổi. Dạ. Muốn để tóc dài phải không? Dạ. Bây giờ em rủ anh đi chợ thì anh cũng không chịu, rủ anh đi mua liều thì cũng nói chưa cần. Thì muốn ngủ ngoài trời này thì mưa gió hẹp như vậy. Thì nếu mà khi nào mà cảm thấy cần tụi em thì một lát tụi em sẽ đưa số phone. Rồi anh gọi tụi em chạy xuống đây nha. Rồi cái hiện tại là giờ là chút đi ngang cái chợ đó thôi, stop by mua trái cây ha, muốn ăn cái gì chút xíu đi. Có không? Vậy hả? Rồi, có một cái anh cần á. Cần gói thuốc không? Cười nhưng mà không sao. Cần gói thuốc hút ha. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ đi. Nãy giờ em qua em chia sẻ ở đây chỗ anh ở rồi. Dạ. Nói chung là em cũng muốn giúp đỡ anh lắm. Thì đi dài dài đi coi coi anh suy nghĩ coi anh cần muốn mua cái gì thì đi với em để mua. Còn không mua thì đi lại đằng xe. Em đưa đồ anh. Quá tài ở cái chỗ như vậy. Cái chỗ này á, nếu là em thảy cái liều đây nè, em ở trời mưa á, trong liều đâu có dột đâu anh. Vậy hả? Có người đuổi ha. Anh giống như anh ở vậy rồi mỗi lần mà trái gió trở trời á, giống như mình bệnh rồi sao anh? Cảm sổ mũi rồi đi đâu mình núp chứ lạnh quá sao chịu nổi anh? Cũng gắng chịu làm sao? Dạ, phải chịu. Vậy hả? Dạ. Em thấy là giống như khi mà người vô gia cư mà ở bên Mỹ này á, nếu mà nói nghèo á còn nghèo hơn bên Việt Nam á. Em thấy người nghèo bên Việt Nam dù gì cũng có cái nhà để ở, coi như không có ai đuổi chạy tới chạy lui, chứ ở đây mà làm người nghèo bên đây là cứ bị đuổi nay đầu này mai đầu nọ phải không? Thì vì mấy anh đâu có chịu lấy đồ nhiều đâu ha, đâu có chịu mà đi chợ mà dắt mua đồ. Anh này kêu anh mua cái gì anh cũng anh, không chịu này, anh ngại hay gì thôi, hồi đó giờ anh chưa quen biết mình. Ủa anh, cái ở dưới đây á, mấy cái tiệm đồ ăn Việt Nam mình á, là giống như thường thường á, anh thích ăn gì nhất ở dưới đây nè? Tiệm ăn nhà hàng Việt Nam mình á, có bao giờ mà em hỏi thiệt, có bao giờ anh đi vô nhà hàng Việt Nam ăn không? Thỉnh thoảng. Thế anh có muốn ăn phở không, em mua cho anh tô phở. Không gì. Cảm ơn. Ở đây có thu gôn tô phở nè. Không sao đâu chị. Em hả? Không chị. Để em lại đây em order thu gôn nha. Đầy đủ. Hả? Để anh nội con đầy đủ thành anh không muốn gì hết. Thì cứ mua đi. Tiết kiệm lại để lần khác. Rồi tiết kiệm lại để lần khác. Ở đây phải không ta? Yeah, to go only. Ôi là thu gô phải không? Dạ. Dạ. Vậy đứng ngoài này là mấy thôi hả? Không, em muốn mua hai tô phở lên đi. Tô phở đặc biệt á. Anh làm cho hai tô phở em cho hai người không đó. Anh làm. Anh ngại khi lại gặp mấy người này phải không? Dạ. Yeah. Thì cái chỗ anh làm 4 người phải không? 2-5 người. Dạ, chỗ đó đó là hiện tại là 4 người. 4 người, vậy em đã order 4 tô ha. Dạ, 4 tô phở cho mấy anh ăn được rồi. Dạ. Rồi.
Dạ, bật lớn là không được sao. 59 đồng, 22 cent. 59 đồng. Anh là kem gì? Tên anh là kem gì? Phượng Cali anh ơi. Phượng Cali hả? Dạ. Ờ, để giờ cũng lên tôi coi coi. $59.22 4 tô phở nha. À, anh chị cũng tốt quá, dạ. Giúp đỡ người hôm nay tốt quá. Dạ. Cũng lâu rồi. Cũng hơi thiệt đi. Dạ, mấy tháng. Mấy tháng hả? Dạ, thường thường nếu mà mấy tháng trước á là anh tự đi mua ha, có ai mua cho anh không? Tự mua. Vậy hả? Coi như lâu lâu cũng thèm cũng dạ. Tự mua ha. Hình như tôi mở giờ cũng 15 gần 15 đồng tô đó. Đúng rồi. 15 tại vì hồi nãy em mua 4 tô mà gần 60 đồng, 59 đồng mấy sen rồi. 15 đồng tô. Hàng gì? Bởi vì mấy anh này muốn ăn một cái tô phở đâu có phải là chuyện giỡn đâu. Nhiều khi đi xin đâu phải ai cũng cho mình 15 đồng đâu phải không anh? Có nhiều người cho mấy đồng mấy đồng. Khi nào mà muốn ăn phở vậy là phải nhìn hút phải không? Nhìn hút mới ăn phở được không? Nói vậy chứ khi nào đói bụng quá mà có tiền là cũng ăn là ăn thôi ha anh ha. Để mình ăn vô cho nó nuôi cơ thể mình. Ăn thì bồi dưỡng cơ thể. Dạ. Còn hút thì làm mình vui phải không? Dạ. Thank you anh. Thank you, cảm ơn anh. Dạ. Hoàn cảnh xã hội thôi. Dạ. Rồi. Bưng. Em bịch anh bịch à. Rồi. Thank rồi you. Nha. Rồi bây giờ đây, đi. Nghiêng. Bây giờ đợi anh chốt kia nha. Anh chưa. Bận vô chồng vô thêm luôn đi anh Hoàng ơi. Hả? Chồng vô luôn đi anh. Anh tháo cái ba lô ra cái anh bận vô luôn đi cho ấm. Tháo ba lô rồi hả, đeo lại chứ anh ờ dính ba lô vậy rồi sao được, để ba lô ra quên luôn, có ba lô có áo quên luôn, áo đâu mới á nha anh Hoàng. Nè con hiệu nè, thấy không, bức hiệu ra. Rồi bận vô luôn đi anh, cho ấm. Thích cái này quá không? Khẩu trang nha anh. Khẩu trang. Có khẩu trang cho tôi mấy cái đó chị. Có. Giấy chùi miệng anh ơi. Chị. Dạ, đầy chút đi anh. Chữa cũng được. Quân cho thì dạ. Anh bận luôn. Rồi bận chồng ngay cái luôn. Khẩu dạ. Chứ luôn. Kệ lúc này trời lạnh á. Bận vô cho ấm. Đâu. Sao mũi rồi đó. Cái này là của anh này cũng tên Hoàng luôn nha. Anh dạ. Cái quần này là anh Hoàng là anh tặng cho luôn á. À, hôm qua mới đem tới. Hoàng à, đem về cho anh Hoàng mặc luôn. Dạ, cái này quần này mới cho mà. Anh mấy cái bọc này nè, có gì anh chùi mũi anh Hoàng ơi. Dạ, có. Cho mũi á, dạ. Bỏ vô đây cho anh nha. Dạ, cháy. Anh Hoàng ở cái
bị tiểu cần xài tả không? Cần tả. Dạ chắc không. Ông không có, có ai bị phải không? Anh có dạ. Cần không? Không. Không à, chưa cần hả? Chưa. Ồ, ok như vậy ấm luôn rồi ha. Ồ, ngon lành chưa? Sậy. Bao nhiêu là ngon lành rồi phải không? Dạ. Yeah. Hai cái vậy ấm cho anh. Ấm luôn. Như sữa. Một bịch cà phê nè nha. Nước súc miệng. Rồi có rồi. Dạ. Qua cơn mưa trời sáng. Dạ. anh nổi đù rồi đó. Ăn cá hộp không? Ăn cá mồi không? Dạ. Ăn. Nước mắm ăn không? À. Ăn nước mắm không? Ăn. Chai nước mắm, chai nước tương luôn. Dạ. Nước mắm, nước tương ăn luôn phải không? Dạ. Em khiêng cái đó, anh xách cái này cho. Rồi đi. Khiêng lên cho ổng để ổng vác về dễ đi. Rồi, đi. Đi. Ok. Xách cái này cho ổng. Em thấy rất là vui, giúp được một người tạo được niềm vui, đây là niềm vui á. Thở không nổi rồi phải không? Quá mệt. Rồi, ok. Rồi. Rồi, ở đây là cái nơi của anh, rồi cái phần của anh là như đây nha, anh có cái vỏ đó nha. Nè, quá mệt rồi, lại đây chia sẻ một hai câu rồi xong. Ngồi đây anh thở không nổi. Okay. Nè. Rồi, cái phần của em trao tặng cho anh đầy đủ rồi. Mệt quá rồi. Nè. Lo mặt đi coi. Rồi, hôm nay á em quay chia sẻ anh tới đây, em xin phép anh thôi, em giúp anh như thế là được rồi. Giờ hồi nãy giờ em cũng nói nhiều rồi ha, rồi anh có đôi lời gì cảm ơn tất cả bà con cô bác ở đây đã giúp đỡ anh không? Dạ, muốn tôi gửi lời cảm ơn hết những người đã giúp đỡ cho. Dạ. Và tại vì mấy cái đồ này á, là của tất cả bà con cô bác người ta đưa cho em để em đem xuống em gửi lại cho mấy anh là người vô gia cư, người nghèo khổ. Thì em thay thế mấy anh chị mà đã đưa cho em á. Dạ. Thì em đem tới đây em đưa cho anh đó. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Chứ em á thì chỉ có là công thôi. Rồi. Anh chỉ gửi lời cảm ơn thôi ha. Gửi lời cảm ơn, chúc mừng sức khỏe. Ok, trước khi chia tay không quên tặng cho anh cái này. Đó. Rồi tụi em sẽ tặng cho anh là anh biết cái sắc cô beo phải không? Yeah. Rồi lại sắc cô beo mua đồ ăn 20 đồng đó chứ. Dạ, cho anh 20 đồng lệnh cùng mua thuốc lá rồi về hút. 20 đồng mua thuốc lá nha anh. Dạ.
Dạ. Này, em biết mà em không có nói anh cảm ơn nhiều. Rồi. Cảm ơn chị nhiều kìa. Dạ. Rồi vậy thôi em bay anh nha, em hẹn gặp lại lần sau nha anh Quảng. Rồi nhớ giữ gìn ba cái đồ ăn này nha anh Quảng. Dạ. Đừng rồi. Quên ăn phở nha. Dạ. Phở đó. Phở của anh nè. Dạ. Rồi. Chúc mừng ngồi đây. Rồi xong xong rồi. Rồi. Cảm ơn nhiều. Rồi. Xin chào tất cả bà con cô bác và các bạn. Hôm nay là Phượng đi xuống dưới đây Phượng gặp một anh Việt Nam này nữa nè. Anh tên gì vậy anh? Minh. Anh Minh hả? Thì ảnh nhờ Phượng cạo đầu, cắt tóc mà Phượng không có cạo. Tại vì cạo chọc quá nhìn cũng không đẹp trai phải không? Làm hơi kiểu kiểu chút xíu nha. Bao lâu rồi anh không cắt tóc anh Minh? Lâu rồi. Hả? Lâu rồi. Bình thường anh đi cắt tóc anh đi ở đâu cắt? Cắt mình hả? Tự cắt mình hả? À. Lấy gì cắt? Cắt cạo, những cạo râu á. Ồ, lấy cái đầu cạo râu. Đỡ tốn tiền phải không? À. Mình hồi rời Việt Nam bằng cách nào anh? Xưa ở Việt Nam ở đâu anh Minh? Ở Sài Gòn đó. Dạ. Rồi anh đi qua Mỹ hồi nào anh? Rồi, năm 1988. Anh đi qua hồi năm 88 hả? Đi 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 qua bằng đường gì anh Minh? Đi vượt biên hả? Ờ. Anh đi với gia đình ha, đi với ai? Rồi gia đình anh đâu rồi anh Minh? Gia đình hả? Không mình nào, bà có mình không? À, hồi xưa anh đi với gia đình mà, rồi gia đình đâu? Bây giờ gia đình đâu hết rồi? Anh không nhớ hả? Ờ, không, ở nhà đó là nhà. Ba má anh đâu rồi? Việt Nam. Ở Việt Nam hả? Ờ. Ba má tên gì anh? Ba má tên gì? Không biết. Hả? Không còn. Không nhớ hả? Ôi ở Sài Gòn mà ở quận mấy à? Để tập trung cắt tóc. Sát cũng được luôn. Rồi, hả? Cả sát cũng được luôn. Ngon mà. Như vậy được rồi. Được. Ok, dạ. Đâu?
nó để dây cho nó ẩm. Anh muốn cậu khác hả? Ừ. Hả? Được rồi. Bốc cho sạch chút đi anh. Đây đây. Đó, đây đây nè. Dạ. Đây 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 đây. Đây. Bốc ra sạch chút, bỏ thùng ra, dạ, cột lại. Đây 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 đây, chút này, đây này, đây này, đây, chút tóc rồi đây, đó, bốc hết hết đây, còn sạch. Rồi, kệ nha anh cột cái không, cột anh bốc thùng rác chùm nha. Anh ơi, anh cho em hỏi anh tên gì vậy anh? Dạ em tên là Ngô Anh Tuấn. Ngô Anh Tuấn. Dạ. Dạ anh đi vượt biên qua đây hồi năm nào? Không, anh đi vượt online qua Thái Lan chỉ có một từng qua Mỹ luôn hết chị. Dạ. Qua đây có cái bà đó bông so thì bà già còn ở bên Việt Nam qua đây có mình không có gia đình gì hết trơn không có vợ con không có bạn bè không có thân nhân gì ở đây hết. Thì anh đi rồi gia đình anh ở Việt Nam hay là đi theo anh? Không, bà già ở Việt Nam không có đi theo hôm qua có mình thôi. Giờ mẹ anh ở Việt Nam tên gì? Mẹ em Việt Nam tên cũng là Ngô Thị Hồng Loan. Bây giờ bà về Campuchia mới sống mà em không có liên lạc được lâu lắm rồi. Ngô Thị Hồng Loan. Còn ba anh tên gì? Ba em họ Mỹ thì em không biết, em lấy họ bây giờ em là Ngô Anh Tuấn. Ngô Anh Tuấn. Dạ. Hồi đó thì mẹ con cũng 75 đó chị. Dạ. Giải phóng vừa vô lấy nhà cửa bị lấy hết. Dạ. Ngoại cũng không còn tiền bạc gì hết. Bây giờ bà cũng khổ quá, bà không có để làm gì được. Bà cũng lấy ông già ghẻ sao đây nè. Dạ. Cũng có chức quyền ở bên Miên á. Dạ. Rồi theo ổng về bển làm ăn ở bển thôi. Dạ. Sau này em qua Mỹ em không có liên lạc được. Dạ. Đó. Tới dạ. Bây giờ em qua Mỹ tới giờ em không có về Việt Nam lần nào hết. Bao lâu rồi anh không về Việt Nam? Em qua 89 tới giờ em không có về Việt Nam luôn á. Vậy rồi anh đi qua bên đây trong thời gian qua anh làm nghề gì? Hồi trước qua đây em làm khám nghiệm cho người Việt Nam. Dạ. Em làm có mấy tháng em cờ bạc quá thua hết tiền của hãng á. Dạ. Rồi cái em về em thú tội người ta không cho em làm lại. Dạ. Ta không bỏ em tù nhưng mà không cho em làm nên thành ra em đi ra đường hoài tới giờ luôn. Dạ. Không. Thì anh nói là anh ở trong tù hả? Dạ em ở tù mới ra nữa. Ồ bây giờ anh mới ra đây á. Mới ra. Ra được bao lâu rồi? Ra được bữa nay được từng rồi chị. Dạ. Anh bị cái gì? Anh bị gì mà? Em không biết bị gì đó. Anh đi ngoài đường này nè, không biết sao nữa, chắc có ai gọi cảnh sát cái gì đó rồi bắt em. Mày có để giấy tờ đàng hoàng nhưng mà em cũng nhận tội. Đó. Mà tội gì mà bắt ai bỏ tù? Không biết nói tại sao nữa, em đi ra ngoài đường mà tại sao có cái dao ở trong mình. Đó, cảnh sát nó làm để giấy tờ đó. Nói em là hâm dạ người ta làm cho người ta sợ. Nhưng thật sự em đâu có nó gặp ai nói chuyện với ai đâu. Có cái dao trong mình thì. Dao sao anh không nói dao tự vệ rồi. Thì cái dao tự vệ, cái dao em có cái vỏ lắm, nữa. Có dao nhỏ xíu mà có cái vỏ cô quờ lại nữa. Ờ. Thì nếu mà anh dậy rồi bắt anh bỏ tù bao lâu? 2 tháng 7 ngày. Dạ. Bùi vô bụi sình nó cũng nằm trong cái pháp luật của em và ra thành ra bây giờ hồi nó xưa thấy... anh mang tội gì? Hồi xưa em cũng mang tội cũng giống như quýnh lộn người ta này gì đó chị. Dạ. Là cũng có cái vụ mà dao búa này kia rồi gì đó. Có cái vết sẵn rồi phải không? Có cái vết sẵn rồi đó. Sẵn giờ mà lận dao là coi như là nó chụp anh luôn phải không? Dạ nó chụp em luôn. Nó chụp luôn mà nó không cần biết anh có làm gì không làm mà lận dao là nó nghi ngờ là phải không? Dạ đó, đúng vậy. Rồi bây giờ rồi anh ra tù được tuần lễ nay rồi đi vòng vòng đây rồi. Không. Em cũng đi tính đi kiếm cái liều để em chia em ở riêng mình em. Dạ. Tại em cũng có cái liều rồi em ở tù cái thằng quỷ kia cái bên nó lấy rồi thôi về để cho nó ở đi. Dạ. Bây giờ nó sao rồi nó cái liều của em nằm bên kia kìa. Nhưng mà nó lấy nó ở rồi. Chứ bây giờ em cũng có tội tình bây giờ em ra muốn đâu muốn cãi lộn nó thì em cũng vẫn có tội nữa thôi để cho nó ở luôn. Dạ. Bây giờ em đi kiếm cái liều khác em ở cũng 1-2 ngày đó em muốn kiếm được cái liều em ở thôi. Dạ. Rồi bây giờ anh có vợ có con gì không? Không, em qua Mỹ hồi xưa giờ không có bạn gái bạn trai giống như quen anh Sáu quen anh Hoàng vậy này giống như quen để nói chuyện thôi chứ không phải là bạn. Dạ. Thì biết giống như sớm gì vậy thôi. Dạ. Đó. Bây giờ giống như nếu là anh bây giờ anh muốn tụi em phải giúp đỡ anh gì? Thì bây giờ chị giúp cái gì hay lấy chứ em không em thì đó em chị nói em không có đòi hỏi.
giống như anh thích cái gì, giống như anh giờ anh cần cái gì. Bây giờ em ở ngoài đường em biết em cần cái gì đâu, chứ không cần cái liều. Cần cái liều thì em cũng có cái liều rồi, em cũng mới mua cái liều rồi. Dạ, được cái liều rồi phải không? Dạ, được cái liều rồi. Cần mền rồi không? Cần thì mền thì em cần đồ ăn thì nghĩ em cần đồ, tại vì có mình ở đây khi ta cũng cho cơm đây sáng xếp hàng này chị. Dạ. Ta cho cơm cũng nhà hàng ăn đó mình. Dạ. Cũng có một cấp, khi em cũng cần tiền để bỏ túi chứ biết gì không, khi mua một hai bình ga rồi khi có buồn nấu uống, nấu cà phê uống, nấu trà thì uống vậy thôi chứ. Dạ. Không có gì hết. Dạ. Tại em cũng có cái lò. Dạ, có lò rồi phải không? Dạ, cần tiền mua gác rồi vậy thôi đó. Dạ. Để em cũng bỏ túi dài đồng cái gì mua cây lon bia hay lon bia uống gì thôi chứ không có em có cần cái gì hết. Có ngoài. Dạ. Đường chị nghĩ là cần cái gì nữa đây. Dạ. Đó, quần áo hồi xưa em ở Việt Nam em cần lắm, mà giờ qua đây em cũng không cần, thay nhiều đâu có công ăn việc làm nữa, không có cần gì, lo cái miệng ăn thôi chị. Dạ. Thấy không? Dạ. Không có tiền ăn nữa thì đâu mà thấm quần áo đây chị nghĩ đi đó. Dạ. Cái gì giống như chị gặp chị em hỏi có sao hỏi vậy, giống như là mình đây người Việt Nam với nhau em có gì cũng nói thiệt. Dạ. Tại ở ngoài đường rồi em, ngoài em cũng cần cái gì. Yeah. Ăn uống rồi ngủ ngoài đường vậy cũng không sao. Giống như anh có cần là giống như mấy anh chị mà coi cái video của em rồi giúp đỡ anh về công ăn việc làm gì không? Thì nếu có thì tốt cho em. Yeah. Là... giống như anh, dạ, anh cho em hỏi năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 65, năm nay cũng 55 tuổi rồi. Dạ, nhìn thấy trẻ quá vậy. Em sinh năm 65 cũng... tháng 4. Trẻ đầy, anh tuổi. Không có vợ. Nhìn thấy trẻ. Em biết suy nghĩ chị ơi. Dạ. Không có suy nghĩ gì hết. Uh-huh. Anh nhìn thấy trẻ. Rồi em làm cái video này em chia sẻ cho bà con cô bác. Nếu mà anh thích công ăn việc làm thì bà con cô bác nào sẽ coi cái video này sẽ giúp đỡ anh. Dạ. Nhưng mà nếu mà làm thì giờ anh làm cái gì? Thì bây giờ em... cái hồi em trước làm... anh làm cái gì? Hồi trước thì em lái xe rồi ly cho hãng niệm. Em. Dạ. Có bằng lái đàng hoàng, lái 18 bánh đàng hoàng. Tại vì em mới nghe chị nghe ăn nhậu rồi lại nhà anh em chơi đấy, anh em mới chơi cái này á mà giống cá độ thấy nó không hấp dẫn. Dạ. Cái chơi buông ra rồi cái thua đó anh không có tiền trả đó, cái lấy tiền của hãng chung người ta, thành ra em cũng bị cái phát dịch cho đấy chị biết không. Dạ. Thành ra mất cái phí dịch. Dạ. Bây giờ em không có đi cái hãng nào mà làm được hết. Dạ. Bằng lái em cũng vẫn có, cái gì em cũng vẫn có, mà giờ em phải trúng lẫn như hiểu. Yeah. Luôn vậy thôi. Yeah. Nãy anh nói là nguyên nhân anh xuống đây là tại vì anh cái dao rồi ra tù phải không? Dạ, em mới ở đây bị cái dao ra mới ra tù rồi. Anh có cờ bạc nghiện ngập hút sách gì không anh? Không, con uống rượu đó nãy chị cũng thấy đó, hút. Yeah. Thuốc lá rồi vậy thôi chứ không có hút cần đâu, có không? Này, thì anh cho em hỏi anh đi. Em hẹn hoàng cũng vắng, khi anh hút hút cần đến quấn. Dạ. Điếu thì em hút ngồi đó cũng giống như hút thôi, thì anh em ngồi có hút như... thôi, nhưng mà có ghiền không? Không, em không hút cần, không hút, hút thuốc lá. Dạ. Hút thuốc lá thôi vậy cũng đỡ, cũng nhẹ hơn phải không anh? Dạ. Trời, lúc này chỗ này cũng lạnh quá trời luôn, mà xuống đây mà em quay được mấy anh vậy á em cũng vui mừng. Không. Tại vì có nhiều bà con cô bác chị cũng thiệt tình, anh đây cũng thiệt tình mà. Dạ. Em cũng nói thiệt chứ. Dạ. Không phải em xạo gì, ở ngoài đường em đâu có cần gì nữa đâu chị. Dạ. Nghĩ đi, giờ có cái liều kia rồi, hoặc em có cái liều đó mà em mới tù đi chứ ta lấy rồi ta ở. Dạ. Rồi bây giờ em về không biết làm sao, thôi tự động em kiếm em lo chị biết không. Dạ. Đó, đây em cũng thiệt, nếu mà chị có giúp em á vài đồng để dành mua gác, thì khi em mua trà uống cà phê rồi em uống pha uống gì thôi. Dạ. Khi bỏ túi một hai đồng uống bia uống gì thôi, chứ em không phải thì có em có chuyện quần áo, nếu mà chị cứ cho em một cái quần, hai cái quần thôi đừng cho em gì nữa. Còn đồ ăn thì thôi cũng đưa em, chứ em đâu có ăn đâu có hết đâu, bỏ uống để giúp cho người khác đi đến chị. Cái này sáng nay qua đêm xếp hàng ta cũng cho em đồ ăn rồi. Dạ. Không cần 4-5 ngày thì cũng không sao đó. Dạ. Đó em nói thiệt. Anh có nguyện vọng đi về Việt Nam đồ không anh? Bây giờ đâu làm gì mà ra tiền nó về, chị đâu có lên được nữa đâu. Nguồn gốc anh là Việt Nam ở đâu? Em mà nói sinh đẻ Nha Trang. Nha mẹ Trang con hả? Dạ, mẹ con tản cư về quê ở Long Xuyên đó, ở Long Xuyên đó, quê ngoại. Dạ. Lúc đó tản cư em mới có 10 tuổi rồi, ông già chết em 10 tuổi rồi. Dạ. Vì còn mẹ thôi ha? Còn bây giờ thôi. Mà bây giờ thì cái ngay quả cũng lấy ông sao này, ông cũng có
có công chức ở bên công chia làm việc bánh đó chị. Yeah. Đi theo dịp bánh làm ăn không hết. Em thì không có đi theo được. Dạ. Yeah. Thành ra không có liên lạc với bà già gì. Mất liên lạc luôn. Mất liên lạc luôn. Bây giờ thì còn em biết bà còn ở bên. Vậy hả? Anh giờ anh có muốn là mẹ anh gặp anh không? Lỡ em đăng cái video này lên mẹ anh gặp anh rồi chắc khó kiếm đó, em nghĩ chắc khó kiếm đó chị. Mẹ anh tên gì? Mẹ em tên là Ngô Thị Hồng Loan. Ngô Thị Hồng Loan. Dạ. Yeah. Còn anh là tên họ tên? Ngô Anh Tấn. Ngô Anh Tấn, Ngô Thị Hồng Loan. Dạ. Yeah. Là nếu mà em đăng video này lỡ như có duyên á thì ít ngày sau á bác Ngô Thị Hồng Loan coi cái video này gặp anh là sao? Má em nhìn cái mặt em, má em biết mà. Vậy hả? Dạ. Rồi anh có em gái đâu này không? Không. Có em cùng mẹ khác cha rồi á. Có một mẹ khác cha ở không sao này chưa có. Có tên gì? Có ba đứa mà em lúc đó em đi rồi mấy đứa nó còn nhỏ quá. Em quên tên rồi, cặp tên quên rồi. Lúc đó em đi qua đây là 24 tuổi rồi. Đi 24 tuổi dạ, rồi. Với thành phần cho chị biết. Dạ, em lấy em già, sau này đó em già ghẻ đó. Dạ. Dạ, em muốn sống trong gia đình nữa, chị biết không? Dạ. Em ở Việt Nam em đi đây đi đó hoài à. Dạ. Em đi lơi xe, đi ghe, kiếm sống, kiếm quần áo em mặc, đi lo bản thân em đó. Dạ. Còn ít có về thăm bà già lắm, ở Việt Nam cũng vậy. Dạ. Đó. Biết đâu chừng nhiều khi em đăng video này mà em kết nối, em gặp được bác Ngô Thị Hồng Loan á, là mẹ của anh này. Trời ơi, bác cũng mừng lắm á. Bao lâu rồi, bao lâu anh xa anh nay là bao nhiêu năm rồi ha? 89 tới giờ đó chị. 89 hả? Là ba mấy năm rồi đó. 31 năm. Tại hồi xưa em qua Thái Lan chỉ có tuần lễ chị biết không? Thì em đi thẳng qua Mỹ luôn. Dạ. Dạ, qua đây có cái bà đó bông so, em vừa xuống cái trường đưa em cái thẻ xanh gì nè. Dạ. Em ở đó đâu được mấy tháng rồi, cái bà cũng có bạn bè đi nhiều lắm. Cũng người Việt đó, cái đưa em vô hãng niệm Việt Nam á, làm hãng niệm Việt Nam á chị. Dạ. Dạ, hồi đó hãng niệm ở dưới lốt, rồi sau cái mở cái kho trên này nè. Dạ. Em mới lên trên, đưa em lên trên này, đã em cục thăng, đưa em lên trên này làm ở trên này một thời gian. Dạ. Ra cái em kẹt ở trên này luôn. Dạ. Chứ giờ không có làm gì, giờ nó ảnh cái gì giờ nó cũng thiệt. Dạ. Với khi ảnh lâu lâu dạy vô thì ra, ảnh cũng cho em chụp hai chục xài hoài à. Dạ. Ảnh cũng tốt lắm. Khi quay mấy thấy mấy anh hoàn cảnh khó khăn quá em cũng biết sao giúp, mà giờ em làm bên cái chương trình này á, thì em cũng muốn là tất cả bà con cô bác anh chị ở trên cái kênh của em á, coi phụ một vai để có em có cái động lực để em giúp mấy anh ở ngoài chứ. Đường rồi. Dạ. Chị ơi em mà em đâu có cần cái gì nữa đâu chị, em nói thiệt giống như chị đây giúp thì em cũng nói thiệt như thôi đó. Dạ. Chứ đâu phải là gặp chị hoài đâu, chị hiểu không? Dạ. Mình cũng tự động mình lo mình đúng. Dạ, không dạ. Đó. Lâu thì tụi em mới xuống đây. Đó. Dạ. Đó em cũng nói vậy thôi, nhưng mà em biết mấy anh rồi thì tụi em sẽ xuống đây hoài, tại vì hồi nãy em có cho số phone rồi, có khi nào mà cần đồ ăn hay gì á gọi cho tụi em thì tụi em sẽ chạy xuống. Nãy em người ta cũng mới lấy, em mới đứng bệnh người ta phát ra cho em ăn, mới ăn vừa no đó. Có em cũng nói thiệt vậy. Phát cái gì ạ? Tại ở đây nó lấy đồ đặt đồ nhà hàng á chị, nó đổi bữa hoài à. Chi cơm chiên nhân châu, bữa nãy cho ăn cơm với canh cải với hầm với xương. Dạ. Nó phát ở trong đi mỗi một cái ngăn giống nhà hàng á, nhà. Dạ. Đặt đồ, nó đặt đồ nhà hàng đó chị. Dạ. Rồi nó phát. Mà mấy người ở đây người ta cũng có nhà, ta cũng lại ta lấy ăn không à. Ôi vậy hả? Dạ, nhiều hơn đa số dân ở ngoài được. Dạ. Vậy là ở đây cũng có nhiều nhà từ thiện cũng giúp quá ha. Dạ. Chứ đâu. Dạ. Phải không có đâu. Có thì đó, cái đó là cái giống như cái từ thiện đó chị. Dạ. Sáng nào nó cũng lấy đồ nhà hàng đem về nó phát, nhưng mà mấy người có nhà có cửa người ta ra lấy nhiều hơn. Dạ. Nhiều hơn dân ở tụi em ở ngoài đường. Dạ. Dạ. Vừa luôn. Tặng anh một cái áo lạnh. Áo lạnh này bộ với anh. Này anh bận ẩm luôn á. Dạ, vô mặt hả? Dạ. Thôi được rồi chị, đi nhiều quá thôi. Sao? Chị gì có lấy nước nôi gì không? Không. Dạ. Cho anh một cục sưởi để cục củi để anh đút sưởi nè. Cái gì giúp cho em dài qua đồng mua cái gì? Cái gì anh di chuyển gì? Cho ấm nè. Vô
thay ngọc vô cho nó khỏe. Anh này anh lấy ít đồ cho anh muốn chục đi ha, ha. Tại vì anh cần mua ga mua gas. Bây giờ anh em cũng cảm ơn anh chị nhiều, mời xuống thì gặp em nói chuyện tiếp ha. Rồi ha. Bây giờ anh vô anh thay bộ đồ ra để em quay cái. Giờ trời lạnh quá là mấy anh nào cũng muốn uống cà phê hết. Mình bưng vô cho ảnh cái đi rồi có gì chia tay đi về luôn, tối rồi. Về làm phim cho bà con cô bác xem nữa. Nè. Đi anh ơi. Cái áo đó là ấm luôn á. Ấm luôn, tôi ngủ là hết sảy rồi đó. Phải không? Ngon lành rồi phải không? Thôi thì ngủ là hết sảy luôn. À, chụp hình đi. Để em gài cái lại đàng hoàng. Của anh Hoàng. Tối hôm qua là anh Hoàng đem tới. Anh Hoàng hả? Cái này ân nhân là anh Hoàng phải không? Anh Hoàng cho phải không anh? Dạ. Gia đình anh Hoàng cho thêm 500 nữa. Yeah. Mua đồ cho mấy anh. Đây. Em có cái kéo để em cắt cái mạt. Không, 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 lấy cái kéo cắt dở lên cắt sợ. Rồi. Cắt gần quá à, sợ. Còn cái chỗ nào không mạt đâu nữa không? Nãy thấy làm sao nữa. Bộ áo kéo. Trên đầu kìa. Trên đầu kìa. Cái mũ. Cái này cái mũ để gì đi. Trên đó còn mắt ở trên đó. Là sao? Trời ơi, bận đi gì dài, tao thấy mặt tùm lum hết. Đồ mới hả? Tưởng đồ mới hả? Rồi, cười một cái coi đi. Rồi, coi. Cười. Cười cho đẹp trai cái đi anh ơi. Thương nghiệp anh. Rồi, hôm nay Phượng tới đây rất là vui. Được tặng cho anh cái áo ấm của anh Hoàng phải không? Đã cho anh. Dạ. Rồi anh có gửi lời gì cảm ơn anh Hoàng không anh? Dạ em gửi lời anh Hoàng, ngày mai lên gặp em có gì thì phỏng vấn tiếp. Dạ. Dạ. Ngày mai dạ. Tiếp tục phải không? Dạ. Thôi cười cái có duyên cái. Đó. Dạ. Chúc anh Hoàng may mắn về tới nhà sớm. Rồi. Không, chồng em là tên Dũng nhưng rồi, mà cái anh cho áo này là tên Hoàng. Quên nữa, cảm ơn anh Dũng. Rồi, vợ chồng em dạ. Đi về nha. Bye okay. Anh, hẹn gặp lại anh nha. Dạ. Rồi, Phượng rất là cảm ơn. Phải chứ, cà phê thôi khỏi đi. Đây nè, uống đây pha rồi, quên nữa. Pha rồi. Rồi, uống ly cà phê đi. Rồi, Phượng rất là cảm ơn tất cả anh chị đã giúp đỡ mấy anh chị vô gia cư. Hôm nay là Phượng quay mấy anh thôi, chưa quay chị. Rồi, Phượng bye bye và Phượng hẹn gặp lại ngày khác. Đi về giờ tối rồi, tranh thủ về đặng làm phim để lên cho tất cả bà con cô bác anh chị xem nha.